trái ngon này, hãy qua cái gì hết nè, hãy qua nè, màu nâu quá mới ngon nè, thấy chưa? Wow, thơm ngon dữ rồi đó. Wow, nó thơm ngất mùi cái gì hơn đó, khi nào mà đi dòm như thế này là ngon nè quý vị. Quá ngon nè. Miếng ôi giá, miếng thịt. Wow, miếng thịt ngon quá. Nó nóng, nó ngon. Nó bốc lửa vậy, thấy không? Đó. Wow, các lò cái gì hơn. Wow, thịt không nè em. Em thấy nó màu nâu đẹp không? Đó, vậy đó, đủ rồi. Quá ngon quý vị ơi. Nè, màu nâu nè. Đó, đúng là tiêu chuẩn đó. Xong, xin mời quý vị làm phải không? Đánh chết nhà bếp. Ngon thiệt đi. Ngon quá. Đó, nó vừa đã được bếp thấy không? Trời ơi, cắt lò, quá ngon. Cái gì ngon quá. Quá đẹp quá, biết xả ý đó quý vị ơi, ngon quá. Đúng là của ý. Đúng là cuộc đời, cho ta bao nhiêu ta xài bấy nhiêu. Xong. Đó, chung sung sướng nha. Quá đã ta nè, quý vị qua đây. Muỗng đĩa nè, này để cho Huy bằng đĩa nè. Đó, này. Trời ơi, quá đã quý vị ơi. Đó. Cái này là mình phải ăn với cái chụp này nè quý vị đó. Cái loại này, đó, quá tuyệt vời. Bữa nay mình sẽ làm chương trình vui. Này hai chai nước này tặng cho Huy và Thể do Huy Hoàng Thành uống nước suối vô cho nó mát máy. Bắt đầu quý vị ơi. Chơi đã đó là edit bay. Đúng là giàu có. Đó, bây giờ là đồ ăn bắt đầu lên mâm rồi đó quý vị ơi. Đây, mình chơi đây. Rồi, xin chào quý vị. Bắt đầu mình làm chương trình này. Coi như úp phì là coi như khoai tây với thịt bò thay thế này. Ngon quá. Mình còn một món đặc biệt. Em quay vô đây nhìn đây. Nó có đồ. Mà nói trong đây, mình quên. Nhiều thứ lắm. Món đặc biệt, ớt của ông này nữa. Hai hộp ớt này là tuyệt vời nè. Đúng là đây, anh thấy ông này không? Ông này là ông nổi tiếng á. Ông tên là đó. Mà ớt đỏ cay ngon lắm đó. Rồi cái này nữa, cái này màu xanh nữa. Ông tên là Beroni Meat, là nhiều thứ ớt và loại ăn có bạc á, ngon lắm. Vâng, loại này là loại đặc biệt. Ớt này là ớt đặc biệt loại giòn rồi nè. Mà nó trộn chung, con ớt này là ớt đỏ. Mà loại này là loại cay dữ lắm, hết là nóng dữ lắm. Đó, quá ngon đây, hết. Thấy chưa, cay dữ lắm, chili mít. Ớt trộn chung đủ loại cái. Còn cái này là loại ăn cá bập, nó tên là Beroni Mix. Là cái trái ớt dài. Đó, hai loại khác nhau. Điều của ổng rất là ngon. Ôi da, nước suối tùm lum. Còn cái hũ dưa. Cái hũ này mới ăn của nó nè. Mình quên lấy nè, mình phải lấy qua chứ. Đó rồi. Sau đó mình chơi cho bia. Ngon lành nữa. Mà Jet Spot nữa, hiệu này nổi tiếng lắm. Đó, sao không bắt đầu. Đây, cái này là ăn với cái này nha em. Đó. Chua chua này, ăn với cái này mới đúng. Xin chào quý vị, Robert ở này ăn với cái món này là đúng của nó. Đó, nó là ăn với cái loại này đây. Món nào theo món đó. Đó, xong rồi quý vị nha. Những quả trứng gà úp lại, nhưng mà mình bây giờ ăn úp lại hoài.
mình ngót rồi mình cho bỏ trứng gà này cho quý vị coi nha. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, với kỹ thuật mới nè. Đó, quý vị thấy lọt xuống không? Trứng này là trứng ngon đây. Đó, quá ngon quá quý vị ơi. À, mình muốn lọc cái kia cũng được, mà lọc gì cũng ngon mau lắm. Đó. Đó, nó nằm như vậy, thấy đó quý vị. Đây là một dĩa rất là ngon nè. Đó, đó quý vị thấy con dĩa của nó đó. Đó, quá ngon, quá ngon. Xin mời quý vị. À, dĩa này là đúng là dĩa của nó nè. Là phải có khoai tây, có cái này, có trứng gà cốt lại vô. À, xin mời quý vị nha. Mình chia làm tư nha. Ăn thử cái này nè. Nó ăn chung với cái này rất là ngon. Đó, xin mời. Quá ngon, đúng là món của lắc thịt của Thiện. Quá ngon. Xin mời cả nhà Huy Hồng ăn luôn. Nguyên một chả bốn phần. Rồi. Xin mời quý vị. Xin mời quý vị nha. Bây giờ cái món này nè quý vị. Món này cũng ngon lắm. À, mình sẽ cho Ricotta ớt cay này quý vị. Đó. Ricotta là ớt này nè, cay dữ lắm. Đó, rất là ngon. Đúng rồi đó, xong. Miếng dưa này ăn hamburger này quý vị thấy không? Của Đế quốc nè. Con đường tới Mỹ. America. Wow, con đường đi Mỹ này. Dưa này là dưa của Đế quốc. Mình tượng trưng thôi. Và wow, để cho nó hợp thời hợp luôn. Đó, cả đó, quá đường. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy cả, một miếng của hành này quý vị. Quá ngon, quá ngon. Những dưa leo chua có rồi. Mình không cần, cà chua đủ rồi. Wow, ngon quá, ngon quá. Đó, không cần nhiều. Mình có Roma salad nữa, có cộng này vô nữa cho nó vui. Cho nó có vẻ Việt Nam mi. À, Việt Nam mít nha quý vị. Đó, xin mời quý vị. Xin mời quý vị. Rất là tuyệt vời. Đây là cái hamburger. Coi như con đường đến Mỹ. Với gà chiên ngon. Gà bánh mì theo kiểu mới. Gà xin mời. Ngon quá ai rồi này ơi. Nó đụng đụng. Cái gì khoa. Nó giòn lắm. Nó giòn còn hơn bánh xèo nữa. Quá ngon. Đủ hành buồn nguyện. Mình ăn cái miếng ớt này cho chết người luôn. Quá trời trời. Miếng ớt này chết người. Cái gì cay dữ lắm. Rồi mình sẽ sắp một miếng mít xả. Ở đây mình giải cả nhà cái bàn tay ngọc đây là với đầu bếp và hợp tác với A Huy Hoàng Thiện cùng làm chương trình bữa nay phóng hiến quý vị. Quá ngon nè quý vị. Việt Thảo nè. Wow, A Huy Hoàng Thiện thấy không? Ngon không? Quý vị thấy chưa? Ngon quá, ngon quá. Đó. Rất là tuyệt vời. Đây nó nướng giòn ngon nè. Xin mời quý vị, đây là pizza của Ý và của Tây Ban Nha với gà rất là ngon của Joran. Ngon. Quá ngon. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Bữa nay mình mở bia. Cái của Đức. Tham gia này cái ly này năm 1457. Công ty này của Đức. Đó. Còn bia này là của Eric. Eric Bay là anh E anh ta giàu có, núi giàu. Coi như nó là thế này nè, Rick, Rick là giàu. Tiếng Thụy Điển á, Rick là giàu. Mà Eric là giàu có, túi giàu có. Xin mời quý vị. Nó ông này Rick là ông này giàu đó. Mà E là anh E anh ta, mời quý vị bia ngon lắm. Bia mà quý vị rốt ra mà nó có dai như thế này á. Đó, là quá đã. Angus Historia. Nè, một cái lịch sử tuyệt vời quý vị. Angus Historia, một lịch sử tuyệt vời. Wow, có mấy đồng tiền này. Mấy đồng tiền không em? 5 đồng 3. À quên,
5 độ 3. Wow, tôi cũng thích quý vị. Rồi, xin mời quý vị nha. Bữa nay mùa hè nó nóng, chúc mừng quý vị thiên lộ bình an. Bữa nay Chúa lên trời thượng thiên, xin mời. Cầu chúc quý vị thượng lộ bình an, thiên lộ bình an. Và còn quý vị được vạn sự bình an.